trở lại kênh channel Hello Thái Tiên Đệ và mình là Thắng nè. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng. Cảm ơn các bạn cho tôi hỏi là các bạn thi xong rồi thì đến hôm nào các bạn được nghỉ hè vậy? Hay là các bạn không được nghỉ hè nữa, các bạn phải học tiếp sang cái lớp mới. Các bạn nào mà biết định nghỉ hè các bạn nhớ comment để cho mình biết nha. Và các bạn nào mà biết là mình không được nghỉ hè thì nhớ comment tiếp để cho mình biết nữa nha. Ok, và cái chủ đề chính ngày hôm nay đó chính là các bạn có tin là Thắng có thể chế tạo ra một cái chiếc rìu từ thịt bò không? Không tin á? Sao các bạn không tin? Các bạn không tin thì bây giờ mình đã chứng minh cho tất cả các bạn xem nha. Mà để chế tạo được cái chiếc grill bằng thịt bò thì không phải là chế tạo từ thịt bò bình thường đâu, mà là chế tạo từ con bò lava, thịt bò lava. Nói thì các bạn chưa tưởng tượng đâu. Bây giờ mình sẽ đi cho tất cả các bạn xem cái con bò lava nè. Nó có sữa là lava nha, có thịt cũng bằng lava luôn. Ui, cực kỳ là khủng khiếp luôn. Yeah, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và đăng ký kênh để đăng thật nhiều động lực ra video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Trời ơi là trời, mới vô game thôi mà mình đã bị đói nè. Mình mất 2 thanh đói và còn 2, 4, 6 tim máu thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải đi thu hoạch lúa của dân làng để chế tạo ra bánh mì ăn mới được. Mình được cái này, đi ở dân làng thì mình không cần làm ruộng, cũng có thịt thú để ăn đấy. Trời ơi, mà khổ lắm các bạn ạ. Suốt ngày ăn bánh mì, cả ăn khoai tây và ăn củ cà rốt, chẳng có thịt gì. Bởi vì thằng lười, thằng có chịu đi giết bò đâu mà có thịt. Chẳng nhẽ bây giờ chẳng làm gì, đi ra giết bò mới giết kiểu của dân làng thì mêu dân làng quánh cho què cẳng luôn. Mình có rất là nhiều lỗi rồi, bây giờ mình về chế tạo ra bánh mì để mình mang xuống. Tất nhiên là mang xuống cái thế giới địa ngục rồi. Vì cái thế giới địa ngục có nhiều lava thì mới có con bò lava chứ. Cái con bò dung nham. Chết. Còn mình có nhiều bánh mì nha. Bằng này bánh mì là đủ rồi. Bởi vì mình không cần giết quá là nhiều bò. Giết nhiều bò quá thì là ôi, bị bắt về đấy cho thật bò nó đống trò toi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái cánh cổ địa ngục kia nha. Và tất nhiên khi đi là ta sẽ phải mang theo vũ khí rồi, mang theo giáp rồi, nên không nào bọn ở trên đấy. Cho nên nó nguy hiểm lắm, các bạn không thể chơi được của nó đâu. Còn phải trượt ra ngoài chứ. 1, 2, 3, let's go. Các bạn nhìn này, mấy con lợn chả trâu, mấy con người lợn thay ma chả trâu này nhìn nó buồn cười kinh khủng luôn ý. Nói chung là mấy cái con zombie và chả trâu con nào nhìn cũng buồn cười, bởi vì đầu nó to. Ui, có gì đây? Ôi, nó bắn mình kìa. Con này giống con thần lằn đấy kìa các bạn ạ. Con thần lằn lava. Lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn đấy. Wow, ghê nha, con thần lằn à. Các bạn ơi, đúng con thần lằn rồi. Hay là cái con bộ sát gì. Nói chung là nhìn nó giống thần lằn lắm, mình cứ gọi là thần lằn đi. Đây là con thần lằn nhưng mà nó chạy này. Rõ ràng luôn, nó quánh được mình luôn mà bây giờ nó chạy em. Mày họ lại cho tao đấy, mày họ lại. Chắc là mình đánh nó sợ nó chạy này. Mày. Đây là con thần lằn con các bạn ơi. Chưa, bởi vì nó bé tí ấy. Mày nè, wow. Wow, xong mình đánh vào chỗ nào nó đánh được rất là nhiều tim máu luôn nha. Ghê. Mày nè, nó vẫn chưa chết luôn. Bây giờ mình chỉ đánh được một tim máu thôi. Mày vào đây. Nó không đánh mình nhưng mà mình cứ đánh nó để xem nào nó đốt ra cái gì. Uầy, nó không đốt ra cái gì luôn các bạn ơi. Nó chẳng đốt ra cái gì luôn. Vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp đây. Có con thần lằn con thì chắc chắn sẽ có con thần lằn bố. Wow, chỗ này là cát này, nào mình đi chậm dí luôn. Lava thì chạy từ trên xuống. Uầy, hình như là con thần lằn bố sao ấy. Mình vừa nói xong thì bây giờ con thần lằn bố ra đây quánh mình rồi các bạn nè. Thôi sao quay, con thần lằn bố hình như đúng đó. Wow, cái gì vậy? Là bạn còn ác hơn cả mấy cái con quỷ lửa. Ghê nha, đúng rồi, con thần lằn con kia kìa các bạn kiểu đó. Con thần lằn bố. Ui, rồi, hay lắm, cái con thần lằn con kia nó cạnh ở bên cạnh bố của nó này, bây giờ nó bắn mình mới ghê. Mình sẽ đập nó đầu tiên này, xong bắt đầu mình sẽ đập ui đấy. Lúc nãy chó cạnh gần nhà các bạn ơi, lúc nãy không dám quánh mình, nó chạy tét tua. Bây giờ gần cái con khủng long khổng lồ kia vặn, cái con thần lằn khổng lồ vặn quánh mình luôn. Mày cạnh của bố mày, mày ra đây. Nó chạy này. Mày chạy đi, mày bắn tao nè, cái thằng bố láo là dám bắn tao nè. Bây giờ mình sẽ ra xử lý cái con khủng long bố kia để lấy thịt của nó nha. Mình sẽ cầm cái cây kiếm này ra. Mình sẽ cầm cái cung của mình ra. Au, bắn mình nè, sao mình không đập lửa lúc quật nạnh được ta. Mày chạy đi. Con khủng long bố nó bắn. Không bắn nè, này không. Đánh vào cái chỗ bạch vàng thì sẽ được nhiều tim hơn. Ui, quật thế chung, quật thế chung. Bắn mình kiểu tên lửa luôn. Mày quánh tao này. Không đấu được với con khủng long bố đâu, mình sẽ dùng cái cây cung vip nhất của mình ra bắn luôn, trò to lắm luôn. Đó, nó rơi ra thịt nè, đó, cái miếng thịt nè, mít nè, thịt dung nham này, vẫn còn. Mày chạy đi đâu?
là kệ là nhà cô nên nó thoát được này. Nào đây, vào đây nè, to chua hay nắm nó rơi ra một miếng thịt nè. Đó, vậy là mình có 3 miếng thịt đấy nhá. Mình thì mình không cần nhiều thịt đâu, mình chỉ cần là 6-7 miếng là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm con bò dung nham. Wow, hình như trước mặt đấy, trước mặt mình đây này là con bò dung nham này, 2 con luôn nha. Ui ôi, hôm nay mình đi tìm một lúc là thấy luôn. Ui lấm lấm này. Ô, mà con bò dung nham này nó ở bên dưới thì nó ăn cái gì ta? Chắc là uống nước dung nham này sống à? Wow. Ê, sao bên dưới địa ngục này mà có cả anh Enderman á? Ui anh ấy cầm cả đất đất địa ngục này. Ui ui ghê. Quánh mình ghê này. Hay lắm, quánh mình nhưng mà mình có bộ giác cực kỳ là ghê tởm này, anh không quánh được mình. Này vào đây. Sao mà anh ấy sống dai thế nhỉ các bạn ơi? Mình đánh mèo đây các anh chết à? Bắn kinh khủng này. Hình như là mình bắn cung xuyên qua anh Enderman rồi, anh ấy chết rồi nha. Ô, chưa. Ui, ghê nữa. Cái anh Enderman này rất là VIP luôn các bạn ạ. Ghê đấy. Nào, vào đây nè. Ui, chưa teo luôn. Ghê. Mình sẽ mang cái thanh kiếm của mình ra. Vào đây nè, tuổi gì sánh với mình. Địch bắt lạc mình mới ghê mà, mình đang đi tìm thịt bò này, thịt phát mà cứ bắt lạc mình. Đâu rồi? Chết, quánh nhau lộn xộn là một con bò nó chạy đi hết rồi. À đây, có một con này. Rồi, đây có một con này. Wow, nhìn nó không khác gì lava luôn. Nhìn cái con bò còn đẹp hơn cả lava luôn này. Ui, chân của nó một con lửa kìa quá rồi. Hay lắm, mình sẽ thử cho nó ăn lúa sẽ nó ăn được nha. Nào, bán đúng không? Nó không ăn lúa quá rồi, nó không thèm nhìn luôn. Nó không thèm nhìn mình luôn, nó không thèm nhìn cây lúa luôn thì làm sao nó ăn được. Đúng rồi, mình sẽ dùng cái xô sắt này mình múc xem là nó có sướng nhỉ. Sướng của nó là lava, là dung nham ý. Wow, ghê nhỉ, dung nham cực luôn, chứ còn dung nham áo đâu. Ghê. Một phát nữa, wow. Không thể tin là cái con bò lava này luôn đấy qua đây. Bây giờ mình sẽ giết nó, mình lấy thịt nha. Từ, mình sẽ dùng dây để mình có mang nó về được ta. Mình vẫn bọc được vào cổ của nó này. Ôi, như vậy là cái sợi dây của mình nó không bị cháy. Mình vẫn bọc được vào cổ lại. Wow. Về nha. Tí nữa, bây giờ mình sẽ phải giết con bò này đi. Tí nữa mình sẽ mang tầm 2-3-4 con bò mình về dân làng cho dân làng chiếm ngưỡng cung. Còn bây giờ mình sẽ phải giết nó để lấy thịt nè. Có thịt bò đâu? Không ra thịt bò luôn. Không ra một miếng thịt lava luôn. Đây có một con này. Đây có một con nữa này. Nào, có một con nữa nè. Rồi, có một miếng thịt rồi, 4 miếng thịt rồi nha. Mình chỉ cần là 6, 7, 8, 9, 10, 4 miếng là đủ thôi, mình không cần nhiều. Còn một con nào không, mình sẽ đi tìm một chỗ xa xa. Đây có một con này, tưởng gì bò chứ nhiều. Bò nè, hay lắm. Mình có 6 miếng thịt lava rồi, mình vẫn phải đi tìm thêm nữa. Đúng rồi, mình sẽ giết con quỷ lửa để lấy que quỷ lửa nữa. Wow, nó bắn mình nè. Mày bắn tao nè, trời ơi. Bay trên tâm thảm bắn nhau khó quá các bạn ấy. Cái tâm thảm nó cứ trôi. Nào, chúng mày bay hết lên. Ui, sao nhiều bọn quỷ lớn thì nhiều bọn. Một tên nha. Tên này nữa, hai tên. Ui, nó đã rơi ra quen quỷ lớn. Còn tên này nữa cho mà chết nè. Mày tránh cái tên cũng của ta. Con Slim dung nham. Mình sẽ bay xuống. Mấy cái que quỷ lớn ở đâu hết rồi ta? Đây có một que này. Đó, cho ông mình đánh rơi cho bao nhiêu mỏ thì được mỗi một que. Còn con kia này, có người mày bắn tao à? Mày bắn tao. Ui, bắn xì rồi, cái tên tức là mày trôi ghê quá. Mày nè, chúng chưa bắn xì rồi. Mày nè, rồi. Nó đã đơi ra cái que rồi, cái que là quỷ lửa rồi, mình sẽ nhặt lên nha. Nhặt lên, ok. Nhặt lên, yo. Và bây giờ thì mình sẽ bắn lốt con này và mình sẽ chó về ngôi làng của mình nha. Bởi vì mình đã tìm đủ nguyên liệu rồi. Ui, mẹ anh là chèm ra. Em không làm gì mấy anh đâu nha. Mẹ anh mình muốn bắn em. Ok, thôi đúng, mình quên đấy. Mình phải dắt mấy cái con bò này về đã. Tí nữa thì quên luôn. Mình sẽ dắt mấy cái con bò này về. Ok. Có một con nữa. Mày vào đây. Mình sẽ dắt về, mình khoe cho mấy ông dân làng sáng mắt ra. Mấy ông ấy không tin là có con bò lava, bò dung nham mà. Ok, đi vào đây em ơi. Đi vào đây. Yo. Vào. Ôi, bây giờ mình sẽ mang cả 4 con bò này. Lấp con bò này về. Yo. Vậy sao có 1 con nhỉ? Sao mắc kẹt 4 con trong kia thôi. Mắc kẹt đồ, có sao tặng mình luôn cả dây cháo luôn mà. Bởi vì mắc kẹt đấy nó bị đau chứ. Đấy. Lại phải có
quay lại đấy. Bốn con này nó không nhường nhau các bạn ơi, không nhường nhau thì mình sẽ đẩy nó vào. Chúng mày không nhường nhau, mỗi thằng vào một kiếm sao, hai con sắp được bút thằng vào một thì làm sao mà được. Rồi một con đang về thì thế giới của mình rồi. Con này nữa đẩy vào, ok. Hai con này nữa vào. Rồi không con nữa, vào đi, cứ để tao đánh đi chứ. Rồi nha, hết thế nha bạn ơi. Yo. Bây giờ mình sẽ quay trở về cái thế giới của mình nè. Đâu hết rồi đấy. Đó, 5 con bò luôn nha. Ôi, bé kim cương của mình kìa, bé sói của mình kìa. Mày đi đâu, mày cứ đi nhà cháy rừng của tao trên giấc. Mày vào đây, vào đây, này. Mày vào đây. Ba con, hai con nữa đâu ta? Mày vừa lấy 5 con mà, bây giờ còn mỗi ba kìa. Ôi, sợ mỗi con này. Vào đây, con này nữa. Vào đây, mình sẽ xây cho chúng nó một cái chuồng riêng nha. Còn nếu không là con này, nó có làm cháy cỏ hay là cháy rừng này, cháy nhà không nhỉ? Bỏ lava này. À, chắc không cháy đâu, bởi vì mình quấn được cái dây kéo này vào cổ của nó. Mấy ông ra lại cái nhìn này. Mấy ông ra lại, sướng quá. Nó lần đầu tiên mình bỏ đẹp như thế này. À, mình đang làm không chuyện gì nhỉ? À, mình bảo là cái dây này quấn được vào cổ nên này không lo bị cháy đâu. Đấy, dây quấn vào cổ còn không cháy thì làm sao mà cháy được rừng, cháy được nhà được. Ok, vậy là mấy con bò này đã có chuồng rồi nha. Mình không biết là mấy con bò này ăn cái gì ấy, thì làm sao mà cho chúng nó sinh sản được ta. Mình chỉ múc được lava ở trong mũ của nó ra thôi, chứ lava thì không có làm cái quái được, uống thì không được. Bây giờ đổ ra đây thì cháy mất nhà, cháy mất cỏ, cũng dân nào cũng dần tát cho không chuyển phát nào. Mình thả lava sẽ diễn ra. Dính có nước này, bây giờ mình thả lava xuống là nước nó biến thành đá. Mấy ông dân này cũng tát cho không chuyển phát nào. À được rồi nhá, mình kết lava rồi thì giờ mình sẽ chế tạo ra cái rìu lava. Cái rìu cực kỳ là chất luôn. Đó, và cái búa nữa. Mình chỉ biết cái điều là chặt gỗ, còn cái búa này mình không biết để làm gì nha. Cái búa này để quấn nhau sao hay là để gọi sống mình cũng không biết. Nói chung là bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái búa để cho nó có này, cái công thức này. Ok, búa lava và cái rìu lava. Bây giờ mình sẽ mang cái cây rìu lava này đi, mình chặt gỗ xem là nó có cái gì mà khác biệt không nha. Ok, chặt gỗ nào, đây, có cây gỗ này gần này. Nói chung là mấy cái cây gỗ ở gần nhà mình ấy, mình cứ chế tạo ra cái cây rìu là mình wow. Là mình lại mang mấy cái cây này ra thí nghiệm này. Nhưng mà mình dùng cái cây rìu lava này mình chặt gỗ thì là nó ra than luôn này các bạn ơi. Wow, hay lắm, cái này thì mình cần thì wow. Đánh con bò thì thịt nó chín luôn nha, con bò bị cháy và thịt nó chín luôn. Về đấy, còn đào gỗ là sẽ ra than luôn các bạn ơi. Đó, có than luôn này, thế này mình sẽ không phải đi vào trong núi mình đào than nữa. Mình chỉ cần đào gỗ và nó sẽ có than luôn. Đó, có than luôn chứ không phải lung gỗ ra than nữa. Ok. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái búa này nha. Cái búa này chẳng có tác dụng gì vậy. Cái búa này như không phải là chặt gỗ sao ấy. Cái búa này mình không thấy có tác dụng gì. Đúng rồi nha. Mình vừa sử dụng được cái búa này. Cái búa là kiểu như là dùng trưởng đánh nhau ấy. Đây, đánh một lúc thì nó mới hồi lại này. Nhưng mà mình cũng không biết để làm gì các bạn ạ. Đó, thấy chưa? Hay là để gọi nó, nói chung là cái búa này kiểu tạo ra lửa sao mình không biết phải. Nói chung là hôm nay mình đã tạo ra cái rìu bằng thịt bò rồi nha. Rìu bằng thịt bò lava đấy. Và cái cây rìu đấy chặt gỗ thì vừa có gỗ này còn vừa có cả than nữa. Và giết bò thì thịt bò nó chín luôn nha. Giết lợn thịt là nó cũng chín luôn, là không phải cho vào lò lung nữa. Đấy là cái rất là tiện luôn, không cần than. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của tao. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. Còn bây giờ thì bye bye. Hi hi hi.